bạn quà đây. Chúc mừng sinh nhật Nam Vi. Năm sau 23 tuổi nhé. Chúc mừng gì Nam Vi. Nào, người nói chúc đến gì Nam đi. Chúc đây, chúc gì Nam sao? Ngủ chưa? Không, thì Nam tuổi mới, xinh đẹp hơn. Chúc gì Nam tuổi mới xinh đẹp hơn. Rồi sao nữa? Chúc gì Nam tuổi mới xinh đẹp hơn. Đi nhà bay lên trời luôn. Sao? Với cả sóng lên cái trời luôn. Con dương quá. Bay luôn. Dương quá. Ai làm thông dịch viên cho mình cái. Lên lại đi chứ nóng. Sóng đã chân trời. Xong rồi. Vậy là xong rồi đó con. Vậy là mình cắt bánh kem này đó. Làm sao chúc sao nói ơi. Đâu đi sao chụp hình nào. Đi. Nào rồi đi ra chụp hình đi. Cô nè. Úp, lên lên, nó cháy luôn cái nhà. Đi, con để cái đấy lại đi. Đi chụp hình nào. Thôi bye bye. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nấm Vi. Ai là Bố Quang. Bây giờ thì hôm nay là cô chú. Chiều nay vừa ở Bến Tre đi dự tiệc Color Farm về cô chú anh chị. Giờ thì ngày mai là sinh nhật của Nấm Vi. Nhưng mà ngày mai thì Nấm Vi phải đi học để đổi đời rồi. Nên là hôm nay là phải tranh thủ mời bạn bè, bạn đại học của Nấm đến để ăn một bữa tối thôi, không có gì hết. Hôm nay làm canh kim chi nhúng thịt bò. Đó, phải có món sứa nữa. Nộm sứa. Đây, hôm nay thì không có mời chị Ngân hay gì hết. Tại vì chị Ngân biên tập cũng mới ở Bến Tre về rất là mệt. Thì hẹn là đi miền Trung về xong rồi mới làm một bữa để ăn. Chắc vào tháng 2 mới ăn được bữa tiệc sinh nhật này. Thôi đừng nghịch nữa. Cái này chú Trương tặng cho dì Nấm đó. Nè, đó thấy không. Chú Trương lơ nga lơ ngơ tặng cho đó. Đi. Cái nồi to này nó cũng đặt lên cái cửa. Đây. Chị đó. Thôi Thôn ơi, đừng nghịch nữa. Đây là thịt bò đây cô chú anh chị. Đó. Thịt bò Na Uy. Đúng rồi, thịt bò Na Uy. Một cái bắp bò to như thế này này, mẹ thái dùng nấm. Đó. Đây, bạn đang ngồi chơi mỗi đứa cái điện thoại. Đi đâu vậy? Cho em vô đây. Đây, phía bên này à. 2 giờ chiều đi Bến Tre về là vác mông đi chợ luôn, đi chợ luôn để làm. Món đơn giản nhất cũng chính là món cuốn hay ăn ở nhà chị Ngân biên tập đây. Đó, hôm nay cũng được tặng một bó hoa mà chưa biết của ai cô chú anh chị. Không để tên, chỉ để một cái thiệp thôi. Chắc là của quý vị khán giả nào đó. Đây ạ, à, không để tên. Đó. Rất là cảm ơn vị khán giả đấy. Rồi hôm nay đi Bến Tre thì cũng gặp được một bạn bằng tuổi Nấm Vi. Bạn Phan tặng cho, chắc tặng cái này tặng cho Bố Quang chứ Nấm đâu có uống rượu đâu. Tặng một cái rượu ở Bến Tre. Đó. Rồi tặng rất là nhiều bánh kẹo nữa cô chú anh chị. Đây này. Tặng nhiều lắm. Đây tặng kẹo dừa này. Tặng mứt này. Tặng nhiều lắm. Cái này ăn Tết. Đó, nhiều lắm. Đâu mất một bịch nữa rồi không biết. Chá cái kia. Đây là nước món nước chấm. Thượng hạng. Món nước chấm này để chấm với lại món cuốn. Ơi. Bố đi xuống lấy thùng bia đi bố ạ. À? Đấy, hôm nay bố Quang uống bia. Hôm nay thì nhà rất là nhiều bánh kem. Thì mọi người nói từ ngày mai trở đi là mình sẽ không ăn cơm nữa, mình ăn cái bánh kem trừ bữa. Rất là nhiều bánh kem luôn. Không bánh kem này. Đây. Đây là những thanh niên đang chầu trực bánh kem. Ôi con. Con sóng. Cái túi. Hỏng luôn rồi. Giờ sao giờ? Thôi bây giờ mình tốt nhất mình đi ra ngoài ý. Đây, đây những thanh niên cũng đang ế. Đây thanh niên này rất là học rất là giỏi. Giỏi tiếng Anh và chuyên đề mình đã nhìn bài bạn Nhật bao giờ chưa nhỉ? Đây, rất đẹp trai, đang làm ngân hàng VIDB. Đó, cùng với Nấm đại học. Đây là bạn Cường, đang làm ở tại tập đoàn Vinamilk. Đó, Cường hôm trước có chơi game show với Nấm, mọi người nhớ đón xem quà tặng bất ngờ nha. Chào khán giả coi. Hello. Đây là Cường là hai thanh niên này phá game này. Đây là Cường là học giỏi nhất lớp. Thủ khoa không? Đầu lao. Được học giỏi nhất lớp. Học giỏi nhất lớp thôi đúng không? Học giỏi nhất lớp. Giỏi, học giỏi bằng giỏi luôn mà. Còn đây là chị này.
đây là bạn thân hơn bạn bạn này luôn. Bạn này là chơi từ ngày đầu tiên đi học đại học, không phải ngày đầu tiên mà đi ăn mì. Đúng không? Thì là bóng đúng không? Mọi người thông cảm, có con rồi, bằng tuổi mà giờ có con, có con bằng cháu còn ấm rồi. Giờ mình vẫn còn đang ế bạn ạ. Tin được không? Không, không. Trời. Đây là ngày xong rồi có của con xe, xe rim nhỉ? Đi học quận 12. Bớt là đẹp trai. Cứ bắt xe bớt xong rồi đến đến đường Quang Trung. Đây, đây là con đây, Nhoi ơi. Chà. Ừ, bố này, đây trên đấy bố, bố bé này. Trời ơi, con to lắm rồi. Đấy, một con thanh niên A. Có một thằng nữa, thằng Hậu nữa, nhưng mà thằng nào hôm nay không có đến. Hôm nay chỉ mời các bạn đại học thôi, nhưng mà có rất là nhiều người bận ấy. Tại đến sáng, tối hôm qua bắt đầu mới mời mọi người. Tại cứ sợ là ngày mai đi, tối nay đi Bến Tre về là khuya nè. Nhưng ai ngờ đâu là 4 giờ là mình đã về được về rồi. Nhưng mà Nấm Bi xin phép về trước, Nấm Bi với chị Ngân đi về trước, không có ở lại lâu. Còn team của Color Farm thì ở lại khu du lịch Lan Vương để chơi game, chơi team building. Đó, hôm nay là đây, em rất là vinh dự được khoe. Ôi, vinh dự. Mẹ để chồng lên nhau nó đổ. Một mình nó đi nhặt hết đồ. Chết chày. May quá nhà lau sạch rồi. Các cụ nói rồi, ăn bẩn sống lâu. Ăn sạch thì không biết chưa được. Để đi rửa lắm. Đây là đúng đúng. Đấy. Không lường trước được điều này. Sao con? Uống Pepsi à? Thôi chưa được con, giờ chưa phải giờ ăn uống mà. Uống Pepsi chí. Nhà rất là đông trẻ con. Chờ chả mấy chốc nữa ấy. Vài năm nữa mà đi ăn sinh nhật của nhau ấy. Mỗi đứa cắp nách một đứa. Chắc cười sảng. Mà phải phải ăn ở nhà vậy thôi. Chứ ăn ở ngoài là không không trông được đứa lũ trẻ này. Đây mấy đứa là Cường cắp một đứa ở nách giống chị này, Nhật cắp một đứa ở nách. Hả, Nấm Bi vẫn không cắp đứa nào. Lúc đó nó bị hai đứa. Hai trong cẩn thận quậy nóng này, nồi lẩu nóng này. Bi ơi, con ngồi chỗ đi, không nóng. Và bây giờ, ê chị ơi, Nhật ơi, xuống vào bên này xuống đi. Bố đi lấy thùng bia rồi. Món này là mọi người có biết trên mâm này có gì không ạ? Đây, để cho mọi người coi. Trên cái mâm này là có thịt luộc này, ba rọi không hút xương sườn. Đấy, đây là chả luộc ngoài Nam Định. Đây là đậu hũ mà trông nhìn nó giống với lại trứng chiên quá ha. Đó, trứng chiên, đậu hũ. Rồi ăn kèm với các loại rau và cuốn. Bây giờ để hai đầu đi, chia làm hai đĩa đó. Trái cây để lên trên đi tí rồi ấy. Này, chia hai đĩa, chia hai đầu, rồi lẩu để giữa. Rồi, nó còn cái này không? Rồi, rau thì để đây đi, rau. Đi đấy. Sao con? Để bánh kem chứ luôn hay gì hay sao? Sao hôm nay gì Nấm có nhiều bánh kem, cái con cứ bông cái gì Nấm vậy? Bình thường không có bao giờ, úi giời yêu thế. Úi giời ơi. Cho nó sung. Úi giời ơi. Quá trời luôn nhỉ. Yêu thương. Đây. Nào, bây giờ không có. Không phải nha, đây có nước mắm nha. Thôi bánh keo để trên đi. Để trên bày nó. Hello. Hôm nay mình phải 3-4 cái bánh keo mà cô chú anh chị. Rất là nhiều bánh keo. Đâu để xem bánh keo nào. Đây. Bên này camera này. Tính ra là còn là 100 đô không à? Ba 300 đô rồi. Đây bánh kem này là chị gái của Nấm Bi mua. À, cái này chị gái Nấm Bi mua ở đâu? Cái này 100 đô. Úi giời ơi, tiền đô à? Bởi vậy ta nói thanh niên đi làm Vinamilk như thế nào? Tính tiền lương tiền đô. Tính tiền đô, còn đây tính tiền tệ này. Tiền gì cũng có, mua bánh kem 300 đô. Thôi, cái này để dưới luôn hay là để lên hả? Để lên trên cho nó cao đi, tí cầm cho nó dễ. Úi giời, hồi xưa này các thanh niên càng ngày càng bánh kem càng nhỏ. Không, các thanh niên. Tập kem tiền. Hồi xưa còn đại học có bánh kem to chà bá này này. Hai tập kem luôn. Càng ngày
đi các thanh niên mua bánh kem càng nhỏ đi. Con thèm quá vậy à con? Con ăn đi. Thôi tí nữa rồi ăn nha. Tí à. Tí còn một cái bánh kem to như vậy nữa nè. Đấy, một thanh niên chưa trải sự đời đã mua một cái bánh kem rất to. Tí nữa ăn ra đến. Đây thanh niên chủ. Thanh niên này đang ngồi ăn. Đó rất là vui. Chẳng mấy nữa mà nhà này phải mua rộng hơn cô chú anh chị ơi. Mua rộng để đón tiếp các vị này chứ các vị này sắp cưới vợ nơi rồi. Còn mỗi anh Vũ nữa, hôm nay có anh Vũ nha cô chú anh chị, có Vũ nha. Đấy Vũ rất là quen thuộc trên kênh này. Ừ. Vũ ơi, nổi tiếng trên kênh này đây. Vũ về lắp cái gì này. Vũ chào khán giả đi con, nói làm sao? Vũ con mới chào. Chào kênh của con đi, giới thiệu kênh con đi. Con nói like, share, subscribe kênh con đi. Mặc dù con chưa có kênh, nhưng mà con coi gì nấm làm nhiều quá con. Con nói đi. Bình thường nói chứ. Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với Bun Vlog. Dạ, đó thì hôm nay là sinh nhật của Nấm Vi nên là không phải ngày mai. Ngày mai cô chú anh chị clip này sẽ được đăng vào sáng ngày mai để mừng Nấm Vi 18 tuổi. 18 tuổi mà mặc giáo chát luôn. Mong là tuổi mới mà cũng là năm mới luôn cô chú anh chị, sắp năm mới rồi thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Cảm ơn bố mẹ này, cảm ơn anh chị này, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm này, rồi ủng hộ cho Nấm Bi này, rồi làm được nhiều việc tốt hơn này. Hôm nay thì có một anh ở đoàn ở cạnh ngay nhà luôn, đằng sau nhà Nấm Bi luôn, anh làm đoàn mà hôm rồi là Nấm Bi không có thời gian để giúp xã của Nấm Bi. Chỉ giúp ở xã Bình Hòa thôi. Thì hôm nay anh nhắn tin là sắp Tết rồi thì xã ơi. Không, tí nữa rồi chọc con. Thì anh muốn làm một cái chương trình cũng tặng quà Tết cho bà con á. Thì em có góp được gì không? Mà lúc đấy thì mình muốn trực tiếp mình đến mình đi trao tận nơi cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ thì không kịp rồi. Có thể là Tết này phải đi bán mai rồi. Tết này đi bán mai với lại sư phụ Hương Dừa mà không biết là sư phụ có đi bán được không, tại vì lịch trình quá bận đi ạ. Rồi nếu mà bán mai thì mình không có về được ạ. Có khi phải ra Tết mình mới về để mình đi thăm các hộ tiếp. Còn nếu mà không bán mai thì mình có thể chắc mình suy nghĩ là mình về trước Tết cô chú anh chị. Rồi cũng có rất là nhiều người quan tâm đến cái laptop của Nấm Bi thì có một anh ấy gửi 300 đô về cho Nấm Bi để Nấm Bi đi bù lại cái tiền mà hôm trước về quê để giúp cho bà con ấy. Hôm nay anh cho lại Nấm Bi 300 đô. Nhưng mà hôm nay thì có một anh đoàn ở quê cũng xin số tiền để ủng hộ cho bà con dịp Tết có chút quà ấy. Thì chắc Nấm Bi gửi số tiền đấy về. Chắc là ngày mai Nấm Bi sẽ chuyển về. Nên là thôi, của ít lòng nhiều. Mình không có trực tiếp đi được thì mình gửi một chút ít vậy. Rồi nếu mà một vài tháng nữa mà mình có điều kiện hơn, mình góp được một chút hơn ấy, thì mình sẽ đi tiếp cô chú anh chị. Mặc dù những hoàn cảnh đấy thì mình không biết nói sao, nhưng mà nếu mà đã đi chia sẻ yêu thương ấy, thì mình không tính toán là giàu nghèo hay là người này nhiều hơn người kia ít hơn, hay là nhà ở đây khỏe hơn ở Avao hay là Nam Trà My Bắc Trà My hơn. Em nói không nghĩ vậy. Nếu mà mình đã chia sẻ yêu thương ấy, mình thấy ai mà muốn cho ấy, tâm mình muốn cho thì mình cứ cho thôi ạ. Còn nếu mà mình cảm thấy người đấy chưa đủ duyên hoặc là chưa có duyên với Nấm Bi chưa được gặp ấy, thì hy vọng là sau này sẽ được gặp ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho Nấm một tuổi mới thật là mạnh khỏe nha Nấm Bi. Mọi người hãy like, share, subscribe kênh Nấm Bi Channel nha. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn người video clip sau nha. Bye bye. Đá không? Đá làm sao không? Đây nè. Thôi, không đi. Tao quay. Quay cường đi. Này, tâm bên nhá, không ăn nữa đâu nhá. Nó lúc lại lô này thôi. Về học thêm 10. Điện qua lại. Cho đi cho nó. Ô hay là đi. Chưa bật đấy. Anh bên kia còn chỗ. Hả? Đi test xe lại. Đang bật bếp bếp bếp.